À, xin chào mấy bạn. À, hôm nay gia đình mình mua được hai chỉ sào lông mấy bạn ơi. Gia đình mình ra ngoài sau vườn nướng mỡ hành luôn các bạn ơi. Bị trong mùa dịch này thành ra phải ra tới ngoài vườn nướng mấy bạn ơi. Rau này nướng ăn cho nó an toàn. Ra sau vườn này thì khu vực cảnh vườn thì mát mẻ luôn các bạn ơi. Ăn ngoài này có gió thổi mát mẻ luôn các bạn ơi, trong nhà nóng quá. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là sò lông mình mới mua sáng luôn các bạn ơi. Này là sò lông tươi sống luôn nha các bạn. Nè, nó còn há miệng luôn nè các bạn. Nó kẹp dính cái đũa mình luôn các bạn ơi. Đây là bếp nướng của mình đây. Nướng mỡ hành nha các bạn. Quá thơm luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình nướng nó chín, nó hả miệng ra mình chế mỡ hành vô luôn các bạn ơi. Đó, mình cho mỡ hành vào nha. Quá thơm, quá thơm, quá thơm luôn. Thơm luôn các bạn ơi. Này mình sò nướng mỡ hành mình chấm với muối tiêu ớt luôn nha các bạn. Muối tiêu ớt chanh luôn. Đó, đây là cái tắc của mình luôn các bạn ơi. Đó, mình làm nước muối tiêu chanh với tắc luôn các bạn ơi. Cái tắc nhà mình trồng luôn, sẵn có luôn các bạn ơi. Quá trời trái luôn các bạn. Ở đây mình vừa nướng sò ăn mình vừa ngắm cảnh luôn các bạn. Bạn thấy mình có cây mai đẹp không? Này cây mai của mình này các bạn ơi, Tết mình không có lặt lá cho nó, bây giờ nó tự mới chỗ bông này các bạn ơi. Bên kia là cây khế nha các bạn. Đó là cây khế của mình đó các bạn ơi. Vườn khóm của mình năm nay cỏ mọc quá trời, mình nắng quá mình không dám màng luôn, mình màng sợ nó khô nước luôn các bạn. Rất là thoáng mát.
thử một con các bạn ơi. Một miếng nước nữa coi. Cờ lông này các bạn, cờ lông này mình vừa chín tới đó các bạn, mình ăn liền ăn lúc nóng luôn các bạn, nó rất là ngon các bạn, nó ngọt lắm nha. Chứ mình đừng có nướng mà cho chín quá, mình nướng chín quá là cái thịt con cờ lông này nè nó teo lại còn một chút xíu rồi các bạn ơi, thì nó khô đi nó mất cái chất ngọt của con cờ lông các bạn. Giờ mình nướng vừa chín tới là mình gấp xuống mình ăn liền là rất cực kỳ là ngon các bạn. Mà cờ lông mùa này thì nó nói chung là nó rất là mập luôn các bạn ơi. Bạn thấy không, cái sò này rất là mập luôn, không có cát luôn các bạn ơi. Ở xứ mình bây giờ nó con sò này bây giờ là nó 25.000 ký nè các bạn, quá rẻ không các bạn. Mình á các bạn ăn cho nó no quá nó nghỉ ăn luôn các bạn ơi.
bấm đăng ký